Lãnh Thanh lại chọc yêu nam em trên trang cá nhân. Hoa Khôi nam em là một cô gái xinh đẹp, tài năng, rất mạnh mẽ trong công việc. Nhưng trong tình cảm, nam em rất đa sầu đa cảm. Trái tim đầy cảm xúc của cô rất dễ vui buồn lẫn lộn với những cảm xúc xung quanh. Hôm qua, trên trang cá nhân nam em viết: họ ném mình vào bầy sói, hãy quay lại khi trở thành con đầu đàn. Cô đăng kèm biết ức ảnh vô cùng thần thái để chứng minh rằng mình đã trở lại thật sự mạnh mẽ. Chưa dừng lại ở đó, Lãnh Thanh liền chọc yêu nam em trên trang cá nhân của mình. Anh âm thầm biết ủa, đêm qua dân làng có bị sói tấn công không? Sao thấy hoang mang quá. Anh đăng kèm bức ảnh đang ăn cơm mà còn dính tùm lum trên miệng. Dân tình vô cùng thích thú để lại bình luận hào hứng phía dưới tấm ảnh của Lãnh Thanh: đây là nết bác gái, mưa to cũng giận, nắng gắt cũng giận, cúp điện cũng giận, trăng sáng cũng giận, nói nhiều cũng giận, nói ít cũng giận, anh cười cũng giận, anh khóc cũng giận. Cho em xin 3 giây để thở chứ thiếu oxy quá, bác nói một câu thôi mà vui cả làng. Hóa cuồng hai bác luôn. Bác gái có tính như thế nào thì bác chịu khó nhường nhịn làm hòa bác nhé. Làm con gái khổ lắm nên được cưng chiều. Bọn cháu nguyện gửi tấm thân này cho sói ăn thịt mà sói không thèm ăn nè bác ơi. Não lòng già rồi, đu theo hai đứa cho chi cho tim thêm thòng, thiếu oxy nè. Tối qua tập thở oxy thôi. Hôm nay làm ơn qua bên đó làm lành con nhỏ cho dân tình ngủ yên nghe Lãnh Thanh. Tôi là tôi thấy chưa chắc hai bạn trẻ trong cuộc bị đấu tranh tâm lý tư tưởng bằng hội hóng hòa như chúng tôi đâu nè. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi quan tâm tới một người nghệ sĩ trong giới văn nghệ sĩ như thể người thân trong gia đình. Thấy bạn vẫn chủ động hỏi và quan tâm mọi người như vậy, tích cực như vậy thì chúng tôi có bị tấn công nặng ra sao cũng nguôi ngoai êm đẹp hết sức. Mà thôi sao cứ mưa trời lại sáng. Có thể nói Lãnh Thanh và Nam Em là cặp đôi được đẩy thuyền nhiều nhất và liên tục. Cho dù hôm nay có giận dỗi nhưng mong hai anh chị sẽ hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.